thương ông. Ông bị đau chân, nó sưng, nó tấy, đi phải chống gậy, khập khiễng, khập khà, bước lên thềm nhà, nhấc chân quá khó. Thấy ông nhăn nhó, Việt chơi ngoài sân, lon ton lại gần, âu yếm, nhanh nhảu. Ông vịn vai cháu, cháu đỡ ông lên. Ông bước lên thềm, trong lòng sung sướng, quẳng gậy cúi xuống, quên cả đớn đau, ôm cháu xoa đầu, hoan hô thằng bé, bé thế mà khỏe, vì nó thương ông.